Sau đây là công điện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 750 ngày 19 tháng 8 năm 2023 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chỉ đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ sau tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo nội dung chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua, trong đó tập trung đẩy mạnh tăng cường hơn nữa các giải pháp trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Công an tỉnh thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ung tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làng đường, vi phạm khi đi qua đường ngang. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đối với học sinh, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh. Chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, tăng cường lực lượng điều tiết phân luồng hợp lý, hướng dẫn giao thông an toàn thông suốt tại các tuyến đường, khu vực dự báo lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch, quốc lộ 20, quốc lộ 27C, quốc lộ 27 các đoạn đèo Mimosa, Đèo Bảo Lộc và khu vực cửa ngõ kết nối với các tỉnh lân cận. Đồng thời chuẩn bị phương án và phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý để kịp thời khắc phục, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, khu trung tâm tập trung đông khách du lịch. Ra soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên các tuyến đường giao thông, nhất là đoạn đèo Bảo Lộc, đèo Mimosa, đèo Sa Sacom và các đoạn đèo dốc các tuyến quốc lộ 27C-27 và có giải pháp cảnh báo từ xa để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý đường bộ các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công thuộc phạm vi quản lý khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường giao thông trọng điểm, huyết mạch, đường trong đô thị, và hoàn trả lòng đường để phục vụ cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn, êm thuận trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Thực hiện việc tổ chức hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn tuyến, công trình vừa thi công, vừa khai thác, không để ảnh hưởng đến trực tự an toàn giao thông trên địa bàn. Xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên các tuyến đường chính, huyết mạch, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, sạc trượt đất, ung tắc giao thông thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân phương án phân luồng điều tiết giao thông đối với tuyến đường đèo Mimosa đèo Bảo Lộc trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh, báo cáo đề xuất trước ngày 26 tháng 8 năm 2023. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga, khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh, khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các công trình trong đô thị và hoàn trả lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh xử lý nghiêm đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động các phương tiện thủy không trang bị phao áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không đảm bảo an toàn Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên với hình thức và nội dung phù hợp, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục triển khai việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học và tiếp tục triển khai mô hình cổng trường an toàn. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án kế hoạch cụ thể để chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo điều kiện tốt nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm trực tự an toàn giao thông tại khu vực trường học tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng nhà trường gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trực tự an toàn giao thông trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trực tự an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em đẩy mạnh vận động các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia cảnh giới hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ cao về tai nạn giao thông ung tắc giao thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động các dòng họ gia đình tích cực nhắc nhở vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên nhất là học sinh không điều khiển xe mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe kiểm tra các tỉa cây xanh di dời bản hiệu che khuất tầm nhìn xử lý những cây có nguy cơ ngã đổ trên các tuyến đường nội thị đường đèo dốc tỉa cành mẻ nhánh cây xanh ở khu vực trong và xung quanh trường học để đảm bảo an toàn khẩn trương xây dựng phương án phân luồng giao thông bố trí sắp xếp việc đậu đổ xe trên một số tuyến đường giao thông tại các điểm dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí cổng các trường học trên địa bàn một cách hợp lý, hạn chế ủng tắc giao thông, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Riêng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, vân luồng giao thông trên cả tuyến đường. Trên địa bàn thành phố, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tại thông báo kết luận số 246 ngày 4 tháng 7 năm 2023 ban an toàn giao thông tỉnh sở thông tin và truyền thông đài phát thanh và truyền hình tỉnh báo lâm đồng ủy ban nhân dân các huyện thành phố đà lạt và bảo lộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên các phương tiện thông tin truyền thông của địa phương để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân kiên trì vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không sử dụng điện thoại khi lái xe không điều khiển xe mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, thuyền, tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân giao ban an toàn giao thông tỉnh chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức trực theo chế độ 24 trên 7 và chủ động giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố tai nạn vướng mắt xảy ra. Đồng thời theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở ngành địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo ủy ban nhân ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công điện này và tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh theo quy định mọi ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải đảm bảo an toàn giao thông đề nghị liên hệ qua văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh số điện thoại 02633 820 761 0965 498 969 thanh tra sở giao thông vận tải số điện thoại 02633 702 956 phòng cảnh sát giao thông số điện thoại 02633 701 000 hết công điện